hỏi là This is the bride. This is the bride father. This is the bride uncle. There's a bride grand uncle, the bride, grand aunt, bride mom right here, and this is the bride grand uncle and auntie. And the aunt is in the back, and that's my mom friend over there. That's my girlfriend. This is the my this is the bride cousin, friend, and aunt. Yeah, and I'm the bride brother. For those who didn't know. This is my best friend. Oh yeah. My brother-in-law was married to my sister, Jose. This is my brother Oscar. My other brother Ivan, older brother. My sister Ceci. My mom was over there in purple. My sister-in-law was married to my brother. And my niece Sophie, my other niece Elizabeth, and my nephew Aaron. That's about it. He said that today is the day that for the wedding ceremony for the boat for the tree and Joanne. And he wished that Joanne Tree is going to be having a long marriage, a happily marriage, with a full happiness to each other. So now we're gonna present the bride. Then we're gonna present the bride. Give us a second. Ai bị cầm tay để anh nói ra bên đây này cô dâu có gì rồi em còn cái gì rồi cô cầm tay rồi giỡn he's the bride okay bravo. Hai đứa là 12 đứa đã làm lễ. Có gì các bạn làm lễ. Có gì các bạn làm lễ. Làm lễ. Con đưa tay này khoa. Khoa. Con đưa bao con. Đâu, này, khoa.
So we're gonna do, you know, just for, you know. Hai đứa đứng ngay lại. Đứng ngay lại đó. Một, hai, ba, lại đi. Bây giờ này, bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi. Nhận trao rồi. Let's open one at a time, right? Okay, you open. You. Okay, let's go. Yes, one at a time. On the behalf of the bride family, we accept this offering. On behalf of everyone, on behalf of the bride family, I accept all this offering from the groom family. Bây giờ còn cái quà gì trao nữa không? Quà gì trong này coi có dấu không? Có cái gì trao cho cô dâu nữa. Bây giờ đàn gái mở ra tặng quà cho cô dâu. Bây giờ này. Đó, đúng nè. Còn rượu này vô tàu. Đặt lên đưa lên. Hai là con bướm đi, con bướm là con vừa xong dịch. Bây giờ là hai đứa bây giờ mời bà ba mẹ mời trước. Nhau thì mình ta. When we came out, we thought everyone was sleeping. She was standing on a chair for some reason. I said, yeah, she did. And then mom was like, I did the door.
Thank you. Yeah, thank you very much. Chúc hạnh phúc với con. Rồi cảm ơn cô. Rồi chúc hai con chúc ba thank you very much. Chưa. Đi, con đứng đó đi. Không thể kêu đâu. Xong đây là câu hỏi là con biết vì sao mà chúng ta không được không? Không thì hai đứa con nó phát huy là cảm ơn hai bên lấy cho mình anh chồng và vợ thì kể cho bác. Ok. It's limoncello, it's lily. This is limoncello from Italy. Me. So you and then me. This is limoncello from Italy. Oh, yeah. That's good. Right, yeah. Right, taste good? Yeah. You can drink it. Right? We can drink more after this. We got to have more. Anyone else? Of course, any more offering from the groom to the bride family or no? Or is that it? That's it? Okay, so therefore, now the bride and the groom is now officially married. Well, I want to thank everybody for coming today, and thank you for wishing us happiness and long marriage. Rồi giờ con cái này xong rồi đó. Xong rồi đó. Giờ này, giờ là có dụng như nói cái đó có qua thì con này được cái đó. Rồi bây giờ mình đưa tay cho qua thì nói sẽ được. Rồi bây giờ đưa tay cho qua. Anyone in the groom side have any wedding registry? You can give it to her. You can give it to us right now. If you don't have it, that's fine. But if anyone have any more extra right now, we can take it right now. Otherwise, if no one having any registry right now, but if you want to give it, just give us a later at the restaurant. Okay. Ok, bây giờ bên mình trao. Nếu mà họ không có thì mình cho anh hàng giờ trước. Bây giờ anh bảo cho. So, this is what we have. Có con này là xong chưa? Man. So this is the wedding registry from the bride side. Okay. For you. For the broom and the bride. Sao mấy ống trước. Rồi, hai ba mẹ kìa. Bố mẹ đâu? Dạ, đây ba mẹ. Anh Điên với ba mẹ của con cả nhà. Thì đây là cái check. Cái check tất cả những cái cưới thì anh Điên đã gửi về cho Tri rồi phải không? Rất là món quà rất là lớn. Nhân dịp cho đi. Hôm nay riêng một cái check này là để dành cho hai con. So this is đau nhà. Tiền đau xuống một. So this is your this is the check. Quay chứ không biết không quay. Rồi các bác các cô bác trong năm hạnh phúc. This is our green card.
Thank you.
aimé. Ce soir je serai la plus tendre comme tu me diras. Dire tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Par toi. J'ai fond de l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai conçu point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés. Décoiffé par tes mains, quand la nuit ferme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais des amours éternels, faut que je sois la plus belle pour aller danser. Mmh, la plus belle pour aller danser. Mmh, la plus belle pour aller danser. Đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi đây à. Đẹp xinh à ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi à. Sáng ngời à ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm à. Êm à ha, em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi à. Lâu dài em mong cho chiếc áo tươi màu em đã chọn kỹ, một chiếc áo rực rỡ em vừa thêu. Em mong cho chiếc áo đó cũng như là mưa tóc em ru được mơn trớn dưới tay người. À ha, khi đêm buông xuống em hãy thầm mơ xa xôi à. Em mơ à ha, em mơ em sẽ mang lụa là em xinh em tươi nhất ơi. Thank you.
bắt đêm gà cho anh cũng sống giờ bắt cái sạch ngang đây đêm gà bắt phong muôn đời ha 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 ngày vui hạnh phúc.